A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nên quý vị biết rằng là mỗi tuần chủ nhật khi những đức nói chuyện xong á, cái chỗ mà thù thắng, chúng ta ở đây có một cái khuôn viên này mà để sắp xếp được nghe quý vị, là khi mà nói chuyện xong rồi lại được lễ Phật 45 phút. Cái việc lễ Phật 45 phút này nó là hỗ trợ cho quý vị khi đến đây á, mà đem cái phương pháp á về nhà để mình tu. Thật sự mà nói thì nếu quý vị chỉ có nghe không á mà về nhà không tu thì nghe viết rồi nó cũng chán lắm quý vị à. Nhưng mà nghe mà có tu á thì tự nhiên nghe ông thầy này giảng rất là thích. Còn nếu nghe mà không tu thì nghe viết là chán hé. Cái này là cảm giác rất là chân thật. Nó là như vậy đấy. Từ nơi đó mà những đức nói chuyện rồi thì những đức lễ Phật với quý vị. Những đức nói phương pháp này là phương pháp hay. Thì những đức lễ với quý vị, lại với quý vị. Như vậy thì người ta mới không nói mình gạt người ta quý vị. Còn nếu những đức nói mà môn lễ Phật là hay là tốt, có sức khỏe, mà những đức không lại với quý vị thì có nhiều người người ta cũng nói mình gạt người ta đó quý vị à. Nên quý vị biết á, cái cảm giác mà sáng tối những đức lễ Phật nghe quý vị, cái cảm giác này những đức thấy vô cùng thù thắng. Quý vị đừng bao giờ bỏ hai cái thời mà sáng tối mà tụng kinh lễ Phật nghe quý vị. Nếu chịu giữ chỗ này nghe là sống càng ngày càng vui, gia đình càng ngày càng hạnh phúc đó. Tốt lắm đó. Mấy trăm người già ở đây mà được tốt quá nghe, là do ngay cái chỗ mà một ngày bả lễ Phật bốn thờ. Phương pháp này là phương pháp hay. Nên những đức á, hai thờ sáng tối là không bao giờ bỏ. Và khi đọc quyển sách mà niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư đó quý vị, thì cái cảm giác mà mình nghe được, mình biết được rồi thì mình thấy những người bệnh hoạn gặp được pháp môn tịnh độ này khỏi sợ. Cứ chân thật mà niệm Phật lễ Phật đi. Liện thân phải động, liện tâm phải định. Là khi niệm câu A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Giống như quý vị đang ngồi gì, rồi một chút xíu nè, chúng ta sẽ quỳ lên. Chúng ta quỳ lên chắp tay ngang ngực, tâm mình thành kính. Khi mà chiếc máy đọc lên Phật A Di Đà Thân Kim Sắc, đến cái câu cuối là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, thì khi dứt câu đó một cái là quý vị lại xuống một lại. Lại xuống xong quý vị trở về vị trí
như cái lúc mà quý vị quỳ. Xong câu đầu tiên mà những đức niệm là quý vị nghe phải cho rõ ràng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Câu đó là quý vị nghe rõ ràng, không niệm theo. Rồi tới câu thứ hai là đại chúng niệm, là quý vị cùng niệm theo. Mình niệm mình cũng nhiếp tâm nghe rõ ràng. Khi lúc quỳ này đến câu thứ ba mà những đức niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị nghe một tiếng keng, chúng ta đứng lên. Lúc khi chúng ta đứng lên như vậy thì là đến đại chúng niệm. Đại chúng niệm lúc đó quý vị cũng chắp tay ngang ngực nghiêm túc như vậy. Thì quý vị niệm, quý vị nghe cũng rõ ràng từng câu từng chữ. Dù là vọng tưởng, chồng, con, gia đình, nhà, cửa nó kéo đến, kệ nó. Những đức từng nói rằng là chúng ta nên bồi dưỡng câu A Di Đà Phật thôi, còn tất cả những vọng tưởng khác không để ý đến nó, đừng quan tâm đến nó. Khi vị niệm vừa dứt câu thì đến câu những đức niệm, rồi tiếp tục đến đại chúng niệm. Ví dụ như cái câu của đại chúng niệm dứt câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị niệm dứt câu như vậy quý vị mới xá nha, xá xuống. Tâm thành kính mình xá, thẳng người lên. Chở vị trí thẳng người như vậy, chúng ta quỳ xuống. Có nhiều vị thì quỳ xuống á, chưa lễ Phật quen thì quý vị quỳ thường là ư quỳ thẳng gì. Nhưng nếu quỳ thẳng như vậy quý vị không lễ được nhiều. Nếu mà lại năm trong danh hiệu Quan Âm mà quỳ thẳng như vậy là người đó lại xong đuối lắm. Khi quỳ thẳng như vậy nè thì quý vị chưa quen là thường là ưa quỳ như vậy, thì chúng ta hôm nay được hướng dẫn vừa quỳ xuống gì là quý vị ngồi xuống. Ngồi xuống ngay mắt cá, cái chân mình nó thẳng ra gì nè, vẹp xuống gì thì mình ngồi xuống ngay chỗ mắt cá. Lúc ngồi xuống như vậy thì quý vị cũng chắp tay ngang ngực như vậy. Quý vị niệm xong dứt câu một cái quý vị nghe một tiếng keng, quý vị lại xuống. Chúng ta khi lại xuống như vậy thì nằm im đó nghe, nằm im. Khi nghe một tiếng keng, chúng ta bật dậy xong, cái bàn tay phải của mình gió nhẹ chống một cái đứng lên. Rồi là nó cứ theo từng nhịp như vậy, y ran như vậy. Nhớ kỹ là lúc trước á, những đức cũng được hướng dẫn lễ Phật, nhưng mà những đức chưa có khám phá ra ngay cái chỗ mà nó phải niệm xong 4 câu rồi mới keng. Người ta không nhịp chỗ này cho nó kỹ nghe quý vị. Bây giờ thì đến lúc những đức là do gì sáng tối những đức đều lễ Phật nên viết rồi, nó có kinh nghiệm quý vị, thì những đức mới thấy đúng là cái điều lễ Phật này vô cùng đặc biệt. Nhưng mà nếu không khuôn vào cái chỗ mà nhịp nhàng cho rõ ràng đó nghe quý vị, thì quý vị lễ một chút là nó chón dáng mặt mày. Nên hôm nay chúng ta khi niệm 4 câu là xá, chân thành xá xuống. Khi quỳ xuống thì cũng niệm đúng 4 câu, dứt rồi chúng ta nghe tiếng keng, chúng ta theo nhịp từ đầu cho tới khi cuối luôn, phải là như vậy. Thì quý vị lễ Phật vô cùng đặc biệt, càng lễ Phật càng thích thú. Nhưng nên nhớ, quý vị đừng có nhắm mắt lễ Phật.
Vì khi quý vị mà nhắm mắt lễ Phật thì một là dễ bị hôn trầm, còn hai là dễ bị chón gian. Quý vị mở mắt niệm Phật, hoặc là mắt của mình hơi nhắm lại chút thôi thì được, nhưng đừng nhắm luôn cặp mắt mà lễ Phật. Quý vị mà nhắm luôn cặp mắt mà quý vị lễ Phật, lễ một chút nhiều lúc nó muốn nhủi đầu vậy đó, chón gián mặt mày. Đây là chỗ mà những đức mà xuyên suốt quanh năm, sáng tối lúc nào cũng không bỏ cái điều lễ Phật này cả. Xin thưa quý vị nghe, những đức mà hướng dẫn quý vị là những đức là người hành trì có thể hơn quý vị đó, chứ không phải là đầu môi chót lưỡi chỉ hướng dẫn mà không tu đâu nghe. Ở đây mà cả đại chúng của mình là thấy những đức không có buổi nào mà những đức mà bỏ thời khóa tu với đại chúng không lên đây cả. Nên những đức có kinh nghiệm cái môn lễ Phật này vô cùng là đặc biệt. Những đức nói cả cuộc đời không bao giờ bỏ phương pháp, chỉ đúng một môn làm hoài, không có chuyển gì cả. Môn này là hay rồi. Cái môn này hay được là ở đâu ra quý vị? Đại đức Thích Giác Nhàn, ông lụm lặt chỗ này chỗ kia, ông gom góp mà được cái môn này đó. Khi mà đến mình rồi thì mình phải re là mình lụm thôi, đem về xài. Lụm đem về xài mà còn không chịu xài thì vô cùng dại khờ. Như vậy mà có những người lụm mà họ lại bỏ. Ai bỏ mình lụm, mình lấy. Không phải của mình sáng tác, người ta lụm vô cùng cực chỉnh, bao nhiêu công đoạn. Như vậy mà nhiều lúc bỏ. Những đức nói với quý vị là cả cuộc đời những đức là hướng dẫn cách lễ Phật thành chuyên luôn. Phương pháp này là công sức của Đại đức Thích Giác Nhàn. Những đức là người chân thật mà làm. Chỗ này là phước duyên của thầy, rất là chân thật. Chỉ có cái là mỗi ngày tu là chỉnh được chút thôi, chỉ như vậy thôi. Nên những đức thấy xuống đây những đức chỉnh được một chỗ là phải lại đúng nhịp. Cái chỗ đặc biệt nhất của quý vị là khi lại xuống quý vị thở ra. Nhớ nghe, vì có nhiều vị bụng to, quý vị mà thở ra rất là khỏe. Có nghĩa là khi mình lại xuống á, là miệng mình thở ra là tự nhiên bụng quý vị xẹp lại liền à. Lễ rất là xa, nó tống những cái quán khí ra đi. Khi mà mình bật người là mũi mình, quý vị mà tập được như vậy thì lễ đặc biệt lắm. Còn khi mà xá xuống như vậy cũng vậy, tay thì nghe câu Phật hiệu, khi mà bật người lên nó, thì khi mà quỳ xuống mà lễ cũng y ra như vậy đó. Quý vị mà làm được đó nghe, ngon lắm. Đây gọi là lễ Phật y học. Nên á, hôm nay những đức á, hướng dẫn lễ Phật lại. Mấy lần trước á, hướng dẫn á, những đức thấy không vừa bụng chút nào cả. Nên á, phải hướng dẫn hoài, chừng nào mà nó thấy được rồi á, lấy cái đoạn đó để ghép vào cái đĩa lễ Phật của mình á, để mình lưu thông cho nhiều người, người ta thấy được cái môn lễ Phật này. Nhiều người cùng lễ để người ta người, nhiều người cùng tu chứ. Bây giờ ngồi trong đây đông như vậy nè, chúng ta đó, sẵn bữa nay mình hướng dẫn lễ Phật, quý vị cùng quỳ lên đi quý vị. Quỳ lên chắp tay ngang ngực hết nha. Nhớ là lễ Phật chắp tay ngang ngực, khỏi có chắp tay mà đụng vào cái môi mình nghe. Có nhiều người lễ Phật mà cái ngón tay đụng lỗ mũi luôn, lẫn ngứa gãi lỗ mũi luôn. Nên những đức hướng dẫn quý vị là nó Việt Nam chánh cống đó nghe quý vị. Chúng ta là người Việt Nam, làm giống Việt Nam ít ai để ý. Chúng ta like thì nhiều lúc người ta phiền lắm. Chúng ta nên lấy cái hay của người nhiều nơi, mình lụm mình bỏ vào người Việt Nam mình. Mình ra một cái thật chắc người Việt Nam thì chắc chắn cái thọ mạng mình nó dài. Còn mình lụm lặt mà lạ lạ người Việt Nam, người ta để ý nó phiền lắm. Mình phải có kinh nghiệm nghe quý vị. Nên những đức lụm lặt là sẽ chuyển thành Việt Nam. Điều là chắp tay ngang ngực, lễ cũng là xá là ngang ngực.
khi lên là cũng ngang ngực như vậy, khỏi cần phải, chỉ cần ngay cái ngực này là ngay cái tâm rồi. Tâm mà đã có thì khẩu ý đều tròn vẹn. Tâm mà không có thì khẩu ý cũng vứt luôn. Nên tâm là chủ chốt chính nhất để đi vào đạo. Nên để tai ngay ngực là đúng ngay tâm. Nghe câu Phật hiệu là được nhiếp tâm. Nó giống như quý vị đang quỳ gì thì những đức đọc lên bài kệ tán thán Phật là Phật A Di Đà thân kim sắc, đến cái công đoạn mà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, quý vị lại xuống, lại xuống gì nè, rồi xong á chúng ta trở về vị trí này. Vị trí này khi xong ba câu rồi đó nghe, cái lúc mà quý vị lễ đó, vô lễ luôn đó, là quý vị đâu ngồi xuống hết kìa. Vậy quý vị ngồi xuống hết thì có ai mà quỳ cao không? Ngồi xuống hết. Chân bẹt xuống, ngồi xuống, xuống hết luôn. Ngồi xuống, cái chân bẹt thẳng ra. Mình ngồi xuống ngay mắt cá. Nó còn một hai cô ngồi quỳ thẳng thẳng đó. Quý cô cứ ngồi xuống đi. Nè, cái bàn chân của mình nè, thẳng ra nè. Thấy chưa? Nó bàn chân nó thẳng ra gì nè, xong mình ngồi lên. Nó rất là khỏe mà nó chịu được một nhịp khỏe lắm. Chắp tay ngang ngực vậy nè. Rồi sao mình ngồi im vậy? Quý vị nhớ này nghe, nghe một tiếng keng cái bắt đầu quý vị lại xuống này nghe. Lại xuống. Nằm im đó nghe, đừng có ngóc đầu nghe nha. Nằm im. Một tiếng keng nữa mình mới đứng lên. Rồi tay phải chống đứng lên. Bắt đầu những đức niệm một câu, cái tới quý vị niệm, rồi quý vị cùng xá này nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý niệm xa. Rồi bật người ngay lại. Rồi xong. Khi niệm dứt câu vậy là trở lại trạng thái thẳng người như vậy đó, chứ không phải là vừa xá như vậy rồi xong quỳ luôn là không được nghe. Mà mình xá xong rồi đó, mình phải thẳng người lại bình thường. Xong đó chúng ta quỳ xuống. Quỳ xuống. Nó quỳ xuống. Rồi ngồi xuống ngay mắt cá của mình. Ngồi xuống ngay mắt cá của mình. Xong quý vị niệm. Quý vị niệm lên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi vậy là được rồi đó quý vị. Nhà Đức hướng dẫn gì là mấy chú quay được hết rồi.